Dạ thưa cha, con được ăn cơm bỏ đạo 33 năm. Giờ đây nhờ con đi bán Giê-xu. Có chị đó cho con cái đài, con nghe và con trở lại đạo. Nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ con 50 tuổi. 50 tuổi, bao nhiêu năm bỏ Chúa? Dạ 33 năm. 33 năm bỏ Chúa. Thưa anh chị em, một người đi bán vé số mà được ai tặng cho cái đài? Dạ có một chị có đạo. Con đi bán vé số, con đi vô đó, chị kêu con lại, chị nói cho chị cái đài về để chị nghe. Chị kêu con đi xưng tội hoài mà con không đi tới chứ. Con nghe cái đài, con đến đây lần này là lần thứ ba. Dạ con được đi xưng tội ngày hôm qua. Hallelujah. Và thưa anh chị em, đây là cái đài mà chị nói là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót mà chị được một người có đạo gửi tặng cho chị ấy. Và chị đã nghe, mặc dù trước đó có người đã nói nhiều lần nhưng chị nhất định không đi xưng tội. Người ta nói chị không đi, nhưng mà bây giờ chị có được cái đài. Ai nói? Chúa nói. Chúa nói chị ấy nghe và chị đã đến đây và xưng tội ngày hôm qua sau 33 năm bỏ Chúa. Cho nên là không phải chỉ người giàu mới bỏ Chúa, mà người nghèo cũng bỏ Chúa. Chứ không phải là cứ nghèo thì chạy đến với Chúa, chưa chắc. Không phải là cứ giàu là bỏ Chúa, chưa chắc. Cái điều quan trọng là mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì giàu hay nghèo mình cũng hallelujah. Đó mới là điều quan trọng. Và hôm nay chị đã quay về với Chúa rồi. Tôi xin gửi tặng chị đấng mà chị đã bỏ Ngài suốt 33 năm. Đây, Chúa Giê-xu đấng giàu lòng thương xót nha. Con nhận, như vậy con cũng cho những người chưa biết Chúa. Dạ, con có mua một tấm rồi. Dạ, con về để con. Dạ, thưa cha, con cũng có mua 10 cái máy để về con cho những người chưa biết Chúa. Dạ. À, chị được mấy người con? Dạ, con 4 người con. Mà con được một người vô đạo, là con nhỏ Úc nó vô đạo. Còn nhỏ thứ hai bây giờ nó đã biết lòng thương Chúa, xót Chúa. Nó tính vô đạo, nó đi xuống dưới đây mấy lần, nó xin được ơn, nó tính vô đạo mà chưa được đi vô đạo. Rồi nó tính vô đạo mà chưa được vô đạo. Thì chúng tôi đầu tháng 3 sẽ có khóa giáo lý hôn nhân và giữ tòng, học 3 tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Nhưng chị em nào muốn học đạo, không có chỗ nào học thì xin mời cứ đến đây. Bất cứ ngày nào, giờ nào, chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp đón anh chị em. Có các thầy sẵn sàng dạy giáo lý cho những anh chị em giữ tòng. Và lớp giáo lý hôn nhân và giữ tòng chúng tôi thì học buổi tối thứ sáu và thứ bảy, 7:30 đến 9:30. Mời anh chị em, bạn nào, bạn trẻ nào khao khát muốn biết về Chúa, xin mời. Những bạn trẻ nào đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, xin mời đến với giáo điểm tin mừng chúng tôi. Khóa giáo lý hôn nhân và giữ tòng bắt đầu từ tháng 3, học tối thứ sáu và tối thứ bảy. Cho nên con nói với đứa con của con là nó đến đây học nha, được không? Dạ được. Dạ thưa cha, xin cha cầu nguyện cho chồng của con, nó đừng quậy quạng, đừng nhậu nhẹt nữa với hai thằng con trai của con, cho được đến với Chúa. Dạ thưa cha, con bỏ chồng con đi đây, thà là con bỏ chồng cho con không bỏ đạo. Con gắng cầu xin Chúa cho con được quay về với Chúa. Dù bất cứ giá nào con cũng phải quay về với Chúa. Không có tình yêu nào bằng tình yêu Chúa hết. Tình yêu chồng rồi cũng sẽ qua đi. Đây là lời xác tín của một người 33 năm bỏ Chúa quay trở về và xác tín rằng không có tình yêu nào bằng tình yêu của Chúa. Không có tình yêu nào bằng tình yêu của tất cả mọi tình yêu rồi cũng qua đi. Có tiền thì còn tình, hết tiền thì hết tình. Chúa thì hết mọi cái vẫn còn tình. Vì ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã yêu thương con người và ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta. Thưa anh chị em, những giọt nước mắt của một người bán vé số 33 năm bỏ Chúa. Còn con.